anh ơi, hôm nay về kênh của Đức thì anh em đã biết qua nhiều video rồi đúng không? Đức giới thiệu cho mọi người có quá nhiều những cái sản phẩm xe điện ba bánh trong suốt cái thời gian quá trình mình đã bán. Thì hôm nay hiện tại có một chiếc xe điện ba bánh đến từ Super, nó có tên gọi là xe điện ba bánh Super Mi. Thì chiếc xe này sẽ được trang bị những gì ở tính năng 2023 năm nay, và chiếc xe này là bản mới nhất của 2023 luôn. Bên anh quay phim quay cụ thể chi tiết cho anh em có thể xem được này. Xong mình sẽ giới thiệu cho anh em xem chi tiết của chiếc xe này có gì nhá. Đó, thì cái chiếc xe này chúng ta sẽ có những cái tính năng gì năm 2023. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Trước tiên về mặt đa năng của nó thì có thể đi được từ 1 đến 3 người. Thì đi từ 1 đến 3 người như thế nào? Trong khi anh em chỉ nhìn thấy một cái yên này thôi đúng không? Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách mở lên để đi 3 người nhá. Đây là yên trẻ con, sẽ có tay lắm trẻ con ở đây. Đó. Còn sang bên này của chúng ta sẽ có chân gạt. Ở đây. Chân gạt để chuyển từ một ghế thành ba ghế, thì người ngồi lái lúc đấy có thể ngồi đây hoặc là ngồi trên này. Đấy, thì bây giờ mình có thể ngồi thử cho anh em xem xe này. Đấy, đấy. Mình thì cao 1m85 cơ, nên là ngồi lên chiếc xe này anh em có thấy phù hợp hay không? Đấy, đặc điểm nổi trội nhất của trên chiếc xe này được sử dụng động cơ lên đến 1000W. Đấy, động cơ định danh 1000W, và cái công suất tối đa của chiếc xe này nó sẽ đạt lên đến 30-40 km trong một giờ chạy, nhưng mà hầu như sẽ dừng lại ở mức 35 km một giờ chạy của anh em. Về phần thiết kế đầu đèn của chiếc xe sẽ được trang bị một giải đèn LED định vị ban ngày ở đây, và một đèn bóng bi cầu. Đấy, một đèn bóng bi cầu anh em có thể thấy. Rồi, phía dưới của chiếc xe này của chúng ta sẽ được trang bị những cái tính năng như là giỏ đựng hàng này. Đấy, rất là dày. Rồi, xuống phía thụt của chúng ta sẽ được trang bị giảm xóc lò xo dầu. Và cái vành phía đằng trước của chúng ta sẽ được sử dụng bánh 300-10. Và cái lốp này là lốp không xăm. Đây. Và vành là vành đa chấu, anh em có thể nhìn này. Đây, để cho anh em nhìn bên này nó sẽ sắc nét và đẹp hơn. Bánh đến từ hãng Epi Pro, thì cái chất lượng của cái bánh này có thể đặt từ 5 đến 8 năm cho cái bánh này. Đấy, nếu mà anh em đã đi ô tô thì anh em sẽ biết. Đấy. Bánh này bánh 300-10. Đây nhá anh em nhá. Đó. Về phía trước của chiếc xe này sẽ được sử dụng một cái chắn bùn để chống khi chúng ta đi trời mưa gió. Chắn bùn này được làm từ inox chống rỉ. Đấy, nhà máy cũng rất quan tâm đến chúng ta đúng không? Và về phía đằng trước của chiếc xe này thì anh em có thể thấy khung xe được hàng robot rất là đẹp. Đấy. Và xuống phía dưới của chiếc xe này sẽ được sử dụng là một phanh chân ở đây, phanh chân bên phải này. Thì nếu ai bị yếu bên tay phải hoặc chân phải thì mình có thể chuyển tay ga này hoặc chân phanh sang phía bên còn lại. Đấy. Và bây giờ mình sẽ thu gọn cái bộ ghế từ 3 người thành 1 người vào cho anh em xem. Đấy. Thế sẽ xuất hiện ra phía đằng sau. Phía đằng sau của chúng ta sẽ được trang bị một giỏ sắt để đựng hàng. Đấy. Đấy. Và ở đây trên chiếc xe này được tích hợp cầu vi sai để chống lật và chống trôi, dốc rất hiệu quả trên chiếc xe này. Về chắn bùn của chiếc xe sẽ được dùng sử dụng tích hợp chắn bùn bằng sắt và được sơn chống rỉ. Đấy. Và lốp ở phía dưới hai bánh đằng sau của chúng ta sẽ được sử dụng lốp 300-10 hết, và đến từ hãng Epi Pro này luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cái kích thước lốp khi mà bánh 300-10, cái khoảng sáng gầm xe nó cũng rất là cao, để cho chúng ta vượt những cái con dốc hoặc là những cái vỉa hè thì nó sẽ khá là tốt. Đấy. Rồi, phía đằng sau dưới những cái chi tiết đấy thì mình sẽ lật cho anh em xem này. Sẽ có sử dụng cầu V-Sai ở phía đằng sau, và đèn xi nhan đây. Đấy. Cầu vi sai. Động cơ thì hoạt động cực kỳ êm ái và chống giật luôn. Đấy.
Trên đằng sau tem này của chúng ta sẽ có chữ Super Trick by Trick. Và ở phía dưới cái chiếc giỏ đấy, anh em có thể thấy chúng ta sẽ được trang bị một cái thanh chống người đằng sau va chạm lên phía trước, vì con động cơ nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Hai cái đèn xi nhan được tích hợp hai bên. Rồi, anh em có thể thấy. Và cái chiếc xe này thì sau khi mà anh em có thể thấy chi tiết đến cái chiếc tính năng đấy, thì anh em có thể quan tâm về giá đó thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả, hoặc anh em có thể vào website tham khảo chiếc xe này sẽ có chương trình giảm giá như thế nào nhá. Thì chiếc xe này đang được nhà máy Super bán với giá 21.500.000 và đang được giảm giá đến 5 triệu tiền mặt, là còn 16.500.000 cho bản Super Mi. Đấy. Bây giờ mình sẽ chạy thử tiến lùi này, nhanh chậm tay ga cho anh em xem nhé. Còn về những cái linh kiện bảo hành thì chúng ta sẽ được bảo hành lên đến 35, và acquy sẽ được sử dụng acquy là 48V 30Ah hoặc 60V 30Ah. Với những dòng xe điện ba bánh Super Mi này của chúng ta sẽ chỉ mất thêm 500.000 để lên bản 5 bình acquy. Thì anh em có thể theo dõi chi tiết đặc biệt vào những phần mô tả hoặc là trên website của mình nhé. Mình sẽ để dưới link mô tả, và số điện thoại của mình sẽ là 038 679 1998 nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ một anh kỹ thuật viên lên đây ngồi để xem hai người lớn ngồi trong tư thế như thế nào nhé. Anh ơi, anh Huy ơi. Đấy. Bây giờ mình thì nặng 80 cân rồi, chắc ông anh mình cũng phải đâu đó 70 cân đấy. Bây giờ mình sẽ đi thử cho anh em, anh ngồi đằng sau đi. Đi thử để xem lên những cái dốc vỉa hè này nó có êm không nhá. Đây nhá, bây giờ mình sẽ quay cho anh em này. Anh quay phim có thể quay lại gần đây này. Khi mà chúng ta vít ga lên thì cái động cơ này không hề giật này. Đây nhận đang để số 3 là số to nhất và khỏe nhất. Đấy, đi rất từ từ. Đó. Rồi, anh em có thể thấy. Chiếc xe này hoạt động những cái con dốc đấy nó vẫn là chỉ là chuyện nhỏ đâu. Rồi, giờ thì anh em có thể để lại ý kiến dưới phần bên dưới của video này. Giờ thì cũng phải xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của Đức Mario.